Xin chào các bạn nhé. Hôm nay LHQ Furniture xin giới thiệu với các bạn về cái sản phẩm kệ để giày dép gỗ cao su tự nhiên. Hôm nay quay sản phẩm nhưng mà trời này hơi bị u ám một chút nên là sản phẩm hình nó lên là không được đẹp. Để trước mắt các bác là hai cái sản phẩm kệ để giày dép bằng gỗ tự nhiên và gỗ cao su ạ. Gỗ cao su rất nhiều bác không biết, tưởng là gỗ làm từ cây cao su. Đây là gỗ cây cao su, gỗ cây cao su khi hết tuổi khai thác mủ rồi á, tại trồng tại Việt Nam ở khu vực Tây Nguyên rất là nhiều, Gia Lai, Kon Tum hoặc là Đắk Lắk, Đắk Nông các thứ nó trồng cái cao su rất là nhiều, kể cả Đồng Nai. Đây bác nhìn cái vân nhá, vân nó rất là mịn. Đây là gỗ cao su nhá, gỗ cao su tự nhiên và ghép thanh. Đây là cái kỹ thuật ghép finger. Đấy. Ghép finger rất là như kiểu là các cái khe ngón tay hai bên nó chập vào nhau lại và ghép finger. Ghép này thì cái chất lượng ghép là rất là tốt nhá. Nhiều khi các cái chỗ khác thì nó bể nhưng cái chỗ ghép này nó không bể đâu. Cái thớ gỗ mịn. Đấy, thớ gỗ rất là mịn, vân gỗ đẹp và nó rất là độ bền nó rất là cao. Nhìn thì nó có những cái mối ghép. Đấy, ghép finger này. Nhìn là có mối ghép nhưng bù lại thì các cái đoạn ngắn ghép vào với nhau, như đây là tầm khoảng 20 phân ghép với nhau. Đây các bác nhìn kỹ thì mới thấy nhé. Nhìn kỹ mới thấy, không thì không thấy đâu. Thì nó lại bù lại như vậy, khi ghép như vậy thì nó lại không bị cong vênh. Đó. Và cái gỗ cao su này là trồng tại Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam nên là cái giá thành sản phẩm sản xuất từ gỗ cao su này giá rất là rẻ. Tôi đi vào cái chi tiết sản phẩm. Đây là kệ để giày dép ạ, để giày dép. Đây là nó có 4 tầng và đã nắp lên. Còn khi mà tháo ra thì nó có gồm hai cái hông hai bên và 4 cái tầng này và có phụ kiện để sẵn ở bên trong. Phụ kiện. Đấy, phụ kiện là các cái ốc lồng lăng như thế này. Và bên dưới chân là có những cái nút chống ẩm để sẵn để cho khách hàng đóng để chống ẩm. Kệ để giày dép 4 tầng rộng, đây là loại rộng 80. Rộng 80 thì ủ bì 80 chiều rộng, chiều sâu là 30 và chiều cao của 4 tầng là cao 65. Mỗi một tầng này thì sẽ để được 4 đôi dép to và 5 đôi dép nhỏ. Các cái mặt này thì các cái nan này thì không ghép thanh, chỉ có cái đường dài này thì ghép thanh. Đây là cái dép 4 tầng rộng 80. Ví dụ 4 tầng này thì sẽ để được khoảng 16 đôi dép người lớn và 20 đôi dép trẻ em. Và nó có hai màu, đây là màu gỗ tự nhiên và có một cái màu nữa là cái màu cherry. Cái sản phẩm gỗ cao su tự nhiên này thì đã được tẩm sấy. Đấy, tẩm sấy và nó đảm bảo nó không bị mọt. Còn mối thì đương nhiên nó sẽ không bao giờ bị mối. Nhưng mà nếu bỏ vào cái môi trường mối thì cái sản phẩm nào cũng sẽ bị mối thôi, mối nó sẽ xông. Còn mối rất là nguy hiểm. Tức là với điều kiện bình thường ấy, không vào độ bóng tối và không để vào chỗ ẩm thì cái này đã không bao giờ nó phát sinh ra mối. Nếu các bác ăn, nếu mà sử dụng thì hoàn toàn an tâm về mối mọt nhé. Nếu mà cái gỗ cao su này không tẩm cái thuốc mà để chống mọt ấy, thì nó bị mọt gần như là tỷ lệ rất là cao. Đấy. Nhưng cái này đã bảo hành mọt cho các bác nhé. Còn mối thì các bác để vào cái môi trường mà nó có mối thì không thể bảo hành được. Mối thì gỗ lim nó còn ăn, đừng nói là gỗ cao su này. Sản phẩm thì nó có nhiều kích thước lắm. Đây là cái rộng 80 và cao 4 tầng. Có loại là 3 tầng, rồi là 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng nhé. Sản phẩm đang có sẵn tại kho hàng của LHQ Furniture. Các bác có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại là 0938 68 65 65 để đặt hàng nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video giới thiệu sản phẩm gỗ cao su tiếp theo. Xin cảm ơn.